Tiếp nối thành công của chương trình thiện nguyện Áo Trắng Đến Trường 2014, trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 8 vừa qua, Liên chi đoàn lưu học sinh Việt Nam tại thành phố Irkutsk đã tổ chức thành công chương trình Áo Trắng Đến Trường 2015 tại trường tiểu học số 1 Đắk Rông, xã Đắk Rông, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị. Áo Trắng Đến Trường là chương trình thiện nguyện do các sinh viên, nghiên cứu sinh đã học tập và sinh sống tại Irkutsk trực tiếp đứng ra tổ chức. Qua thời gian thực hiện, khắc phục những khó khăn về địa lý, tài chính, chương trình đã phần nào giúp đỡ những em học sinh, tạo điều kiện cổ vũ và khích lệ tinh thần hiếu học của các em. Được khởi động từ những ngày đầu tháng 6 đến trước ngày khởi hành, mọi công tác chuẩn bị cơ bản đã được hoàn tất. Ngày 31 tháng 7 năm 2015, tất cả thành viên trong đoàn đã có mặt tại điểm tập kết và tiến hành đóng gói quà tặng. 6 giờ sáng ngày 1 tháng 8, đoàn tình nguyện xuất phát để đi đến trường tiểu học số 1 Đắk Rông, nơi diễn ra chương trình tình nguyện. Sau gần 100 km di chuyển bằng ô tô, đoàn đã phải tiếp tục vượt qua sông Đắk Rông và quãng đường đồi trơn trượt. Mặc dù trời mưa nặng hạt, nhưng với chừng đó thì chưa thể ngăn nổi sự nhiệt tình và sức trẻ đang sụp sôi trong một thành viên của đoàn. Sau hơn 4 tiếng nỗ lực, đoàn tình nguyện đã có mặt tại trường tiểu học số 1 xã Đắk Rông và triển khai những công việc đầu tiên. Sau buổi trưa, tình nguyện của các xã đoàn, trưởng thôn và các thầy cô giáo chia thành các nhóm nhỏ đến từng gia đình có hoàn cảnh khó khăn để trao tặng những bộ quần áo đã được đóng gói cẩn thận. Tuy chỉ là những món quà nhỏ, nhưng đó là tấm lòng và công sức của các sinh viên trong suốt một thời gian dài vận động quyên góp. Buổi chiều, sau khi đã trao quà cho các hộ gia đình, sinh viên cũng đã có buổi giao lưu bóng chuyền với các thanh niên trong bản. Có lẽ đây là lần đầu tiên đối với một số bạn trẻ có cơ hội trải nghiệm chơi bóng chuyền theo một phong cách sành điệu như vậy. Sau bữa cơm vội, các tình nguyện viên nhanh chóng chuẩn bị sân khấu, âm thanh loa máy để tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với bà con. Khi chương trình còn chưa chuẩn bị xong, nhiều bà con đã đến sân trường tiểu học Đắk Rông để đợi chương trình bắt đầu. Những cô bé, cậu bé tuy còn hơi nhút nhát, nhưng với sự nhiệt tình và khéo léo của các tình nguyện viên, các em đã mạnh dạn giơ tay trả lời những câu đố, thể hiện tài năng ca múa hát của mình. Đó là một phiên giao lưu hết sức ý nghĩa đối với đoàn tình nguyện và bà con nơi đây. Sáng hôm 2 tháng 8, đoàn tình nguyện đã trao gần 70 xuất quà bao gồm cặp sách, vở, bút, các dụng cụ học tập cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Đoàn tình nguyện cũng đã trao 2 chiếc xe đạp cho hai em lên lớp 6 với mong muốn các em có thể tiếp tục nỗ lực đi học và học tập tốt khi trường cấp 2 và cấp 3 cách xa nhà những 15 đến 20 km. Niềm vui cùng với sự phấn khởi của bà con và các em học sinh nơi đây đã kết thúc chương trình Áo Trắng Đến Trường 2015. Dù đây chỉ là một hoạt động tình nguyện với quy mô không lớn, nhưng các du học sinh Việt Nam tại thành phố Irkutsk, Liên bang Nga và một số sinh viên của các trường đại học tại Việt Nam mong muốn góp một phần nào đó giúp đỡ các gia đình và các em học sinh nơi đây vượt qua khó khăn để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.